Làm thế nào để quản lý chặt chẽ việc giao dịch tài sản ảo và tiền ảo? Đây là vấn đề đã được chính phủ đặt ra trong những năm vừa qua. Và từ năm 2017, thì Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1255 phê duyệt đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử và tiền ảo. Tháng 3 vừa qua, thì Văn phòng Chính phủ lại có công văn gửi các bộ ngành để nhắc lại yêu cầu này. Mà trong khi đó, thì thực tế cho thấy là giao dịch tiền ảo tại Việt Nam đang diễn ra khá sôi động. Tuy nhiên là do chưa có các quy định rõ ràng về cơ chế quản lý, giám sát hoạt động giao dịch và phát hành, nên tiền ảo đã bị lợi dụng để trở thành một kênh rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo và các hoạt động phi pháp khác. Tham gia nhiều phiên tòa, nhưng luật sư Hùng cho biết chưa thấy vụ tranh chấp nào về tiền ảo được đưa ra xét xử. Nguyên nhân là do trong tất cả các bộ luật hiện hành không có điều khoản nào quy định về lĩnh vực này, nên không có cơ sở pháp lý để giải quyết các vụ việc. Cấm hay không cấm, cho phép hay không cho phép, thì nhà nước cũng phải có xây dựng bộ khung pháp lý cho những giao dịch này một cách an toàn, hợp pháp, đúng quy định pháp luật, tránh những trường hợp giao dịch ngầm, thậm chí là lừa đảo, có nguy cơ rủi ro cao cho nhà đầu tư. Nhiều chuyên gia pháp lý cũng cho rằng giao dịch tiền ảo đang mang tính toàn cầu và ở Việt Nam đang diễn ra dưới nhiều tên gọi khác nhau. Vì vậy, nếu cấm thì không chỉ đi ngược với xu thế của thời đại mà còn tạo cơ hội để lừa đảo những người thiếu hiểu biết. Toàn cầu người ta đã triển khai rồi, mà chúng ta không làm thì rõ ràng chúng ta bị chạy ra khỏi cái cuộc chơi này. Và như vậy là chúng ta sẽ rất bị động trong vấn đề quản lý. Đây là vấn đề nhất. Vấn đề thứ hai ấy, mà nếu mà chúng ta xác định đây là một cái nội dung mà chúng ta cần phải quản lý thì chúng ta phải sớm hệ cái pháp luật. Và thậm chí chúng ta sẽ thu lại được những cái về cái thuế. Cần phải xác định cái vấn đề về tiền ảo như một loại tài sản đặc biệt. Đấy. Và nó phải được lưu thông có điều kiện theo quy định của pháp luật. Có như vậy thì mới sẽ giúp cho các nhà đầu tư có được cái định hướng nhất định trong bất kỳ một cái hoạt động giao dịch nào. Đấy. Và họ khi mà minh bạch được pháp lý như vậy thì cũng sẽ giúp cho cái thị trường nó được điều chỉnh theo một cái trình tự có lợi hơn. Trong khi chờ đợi một khung pháp lý quản lý về tài sản ảo, tiền ảo, thì các cơ quan quản lý nhà nước vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tuyên truyền và đưa ra những khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào tiền ảo, tài sản ảo để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra. Gần đây thì Bộ Tài chính đã thành lập một tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo. Bộ này cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu để đề xuất với chính phủ về cơ chế quản lý giám sát các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo. Tuy nhiên, để xây dựng được khung pháp lý hoàn chỉnh thì đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ và khẩn trương của 12 bộ ngành có liên quan như chỉ đạo trong quyết định số 1255 của Thủ tướng Chính phủ. Và như quý vị đều biết thì lâu nay, những sản phẩm hình thành từ môi trường mạng, dù có giá trị hay không thì vẫn thường được gọi chung là tài sản ảo. Nhưng với sự phát triển của công nghệ thì ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm trên không gian mạng có giá trị và có thể giao dịch trao đổi mua bán, sang nhượng được. Bởi vậy yêu cầu được đặt ra vào lúc này và quan điểm là cách ứng xử với những tài sản số đang được coi là tài sản ảo. Những tên miền trên Internet, muốn sở hữu nó, nhiều người, nhiều tổ chức đã phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua lại. Những ứng dụng chụp và sửa ảnh dùng được trên điện thoại thông minh luôn được chị em sẵn sàng bỏ tiền ra để mua. Những tên miền hay những ứng dụng chụp ảnh chính là sản phẩm số hình thành trên môi trường mạng, có giá trị và được mua bán. Đây được coi là tài sản số. Ngày càng nhiều sản phẩm số, tài sản số xuất hiện và được trao đổi mua bán. Như là một cái nội dung bài hát, đoạn beat hoặc là một đoạn video clip ở trên mạng. Nó có giá trị sử dụng, có giá trị chuyển nhượng và có giá trị mua bán. Chúng ta nếu mà chúng ta dùng chữ tài sản ảo, chữ ảo nó thông thường nó đi kèm việc là không có thật và không có giá trị gì. Chính vì vậy nên là trong cái ngôn ngữ tiếng Việt thì tôi cho rằng chúng ta nên phải sử dụng cái khái niệm là tài sản số. Theo logic, kinh tế số, chính phủ số, xã hội số sẽ phát sinh và hình thành nên tài sản số. Và để mua bán, giao dịch, trao đổi được những tài sản này thì sẽ cần đến đồng tiền kỹ thuật số. Theo giới công nghệ, do chưa nhận thức đầy đủ nên các tài sản số thường bị coi nhẹ, xem thường và bị gọi chung là tài sản ảo. Thành ra chúng ta không thể hiểu sâu về các tài sản số và việc hiểu một cách rất là hời hợt và rất là nông cạn về tài sản số.
Thành ra chúng ta lại có những cái suy nghĩ khá là lệch lạc về tài sản số, mà như mọi người cũng biết là mọi người vẫn hay gọi là tài sản ảo. Cần có cách nhìn, cách hiểu và cả cách ứng xử, thái độ tôn trọng với những tài sản số. Bởi trong thời đại công nghệ 4.0 thì đây là nguồn tài nguyên dồi dào nếu biết khai thác và quản lý. Bitcoin chẳng hạn, thì chúng ta đã tuyên bố đó là cái đồng tiền đấy nó không phải là đồng tiền hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng hoàn toàn là ngân hàng nhà nước cũng có hé lộ một cái hướng nói rằng có thể coi đó là một loại tài sản. Thế nhưng bây giờ rõ ràng là về khung pháp lý thì chúng ta chưa có một cái gì rõ ràng về vấn đề đó. Rất nhiều các cái nhóm gọi là phát hành ra các cái đồng coin với các cái chiêu bài huy động vốn gây ra những hậu quả rất lớn cho xã hội, bắt nguồn từ việc là các cơ quan quản lý có một cái thái độ và rất là chậm trễ trong việc quản lý những cái bước tiến mới của công nghệ như thế này. Kinh tế số ngày càng phát triển nên việc hình thành nên một nền kinh tế số đòi hỏi sự thông minh và nhạy bén. Tài sản số, tiền kỹ thuật số vì thế cũng nên được xem trọng hơn là sự thờ ơ, thậm chí coi nhẹ như hiện nay. Trong khi các cơ quan chức năng ở Việt Nam còn chưa làm rõ khái niệm là tiền số hay là tiền ảo hay là tài sản số, nên chủ trương chung là không thừa nhận các giao dịch liên quan, thì tại một số ngân hàng trung ương trên thế giới, tiền kỹ thuật số quốc gia lại đang trở thành xu hướng phát triển. Theo khảo sát của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS, tiến hành với 65 ngân hàng trung ương, 86% trong đó cho biết đang có một số hoạt động về tiền tệ kỹ thuật số quốc gia, có thể là nghiên cứu, chứng minh tính khả thi hoặc phát triển thí điểm. Gần 15% còn lại thậm chí đang chuyển sang nghiên cứu thực tế cho các đồng tiền thử nghiệm. Tại Trung Quốc, Tết Nguyên đán năm nay, lần đầu tiên nhiều thành phố nước này quyết định dùng tiền điện tử mới phát hành của chính phủ để lì xì cho người dân, qua đó thúc đẩy chi tiêu. Trung Quốc cũng có kế hoạch phổ cập loại tiền điện tử mới trong dịp Bắc Kinh đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2022 nhằm xây dựng hình ảnh cho thành phố. Tại Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương nước này đã bắt đầu giai đoạn 1 của quá trình thử nghiệm 3 giai đoạn để kiểm tra những chức năng cơ bản của đồng tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương phát hành. Cụ thể, sẽ thử nghiệm việc phát hành, phân phối và mua lại đồng tiền kỹ thuật số cùng với các chức năng khác. Còn tại châu Âu, chính phủ Thụy Điển cho biết đang nghiên cứu phát hành đồng tiền kỹ thuật số quốc gia e-krona. Các cuộc thử nghiệm quy mô lớn dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm sau. Lúc này, nhiều cửa hàng, nhà hàng còn ghi rõ bảng hiệu chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ hoặc tiền điện tử. Tiền kỹ thuật số quốc gia là một loại tiền pháp định dưới dạng kỹ thuật số được phát hành, kiểm soát và đảm bảo bởi Ngân hàng Trung ương. Đây được coi là công cụ hỗ trợ số hóa tiền mặt, tránh nguy cơ rửa tiền, tiền giả. Cơn sốt tiền điện tử tư nhân hay còn gọi là tiền ảo trên thế giới được nhận định tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với hệ thống tài chính các quốc gia. Do không thể cấm hoàn toàn, nhiều nước quyết định sử dụng tiền kỹ thuật số pháp định để giảm thiểu rủi ro. Theo giới phân tích, một khi các quốc gia tăng cường phát hành tiền số pháp định, tiền ảo sẽ ngày càng mất đi ý nghĩa. Bên cạnh lợi ích, vẫn có những rủi ro đi kèm, có thể kể đến nguy cơ mất an toàn do dữ liệu bị virus, hacker và tội phạm mạng. Ngoài ra, kiểm soát lượng cung tiền, quản lý, giám sát và xử lý sự cố liên quan đến tiền kỹ thuật số vẫn được coi là thách thức.